Ngày hội STEM toàn cầu Global Children's Designathon 2019 dành cho học sinh từ 9 đến 13 tuổi với chủ đề Hành động vì lương thực và biến đổi khí hậu vừa diễn ra tại trường Ban Mai, quận Hà Đông với sự tham gia của 5 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là sân chơi để các em học sinh đam mê khoa học được trải nghiệm, khám phá, rèn luyện khả năng tiếng Anh và thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Những tác phẩm của các em tạo ra đều hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường xoay quanh các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc về vấn đề lương thực và khí hậu. Hôm nay bọn em làm ra được một sản phẩm có tên là máy phân tích khí hậu và lựa chọn cây trồng. Thì ở đây chúng ta có thể đổ nước và đổ đất vào trong này. Thì nó sẽ phân tích dữ liệu và sau đấy sẽ tìm ra được loại cây phù hợp để trồng ở môi trường đấy. Sản phẩm bọn em hôm nay mang đến là trồng cây bằng thủy canh. Sản phẩm này thì nó có thể được dùng ở các nơi thành thị và chung cư bởi vì nó không tốn quá nhiều diện tích. Bình thường thì trồng trên đất thì sẽ có nhiều mầm bệnh do sâu và các vi sinh vật gây ra, nhưng mà ở trên nước thì các vi sinh vật và sâu đấy thì nó sẽ không sống được và các cây thì gần như là không bị chết. Sản phẩm này sử dụng từ bằng pin năng lượng mặt trời và sản phẩm này được tiết kiệm nước bởi vì nó tạo thành một vòng tuần hoàn. Nước nó sẽ đẩy vào cái xô và nó dùng lại lần nữa. Trường Văn Mai rất là tự hào khi mà là đối tác duy nhất ở Việt Nam của Designathon Quốc được tổ chức cái sự kiện Designathon 2019 tại Việt Nam. Thì chúng tôi coi rằng đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho học sinh để các con mang lại cho con một cái sân chơi rất là thú vị về STEM để các con có cơ hội được vận dụng, ứng dụng những cái kiến thức các con, cái kiến thức khoa học các con được học vào trong cái việc để con giải quyết các cái vấn đề mà liên quan đến toàn cầu. Sức hấp dẫn của giáo dục STEM chính là ở sự đổi mới sáng tạo, chuyển từ một nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh. Ở đó các em học đi đôi với hành, áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn. Rất nhiều ý tưởng táo bạo, độc đáo và mang tính thực tiễn cao được đưa ra tại ngày hội đã cho thấy tiềm năng sáng tạo và sự mong muốn của học sinh Việt Nam trong việc chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.